hệ thống giao thông thông minh ngăn xe quá tải vào cao tốc, đáng đồng tiền bát gạo. Nhờ trang bị cân tải trọng xe tự động tàng hình, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vắng bóng xe quá tải, nhờ đó giúp đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến. Lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam cho biết, tất cả các trạm thu phí hướng vào đường cao tốc và trạm kiểm tra tải trọng độc lập tại nút giao Đình Vũ - Hải Phòng đã được trang bị hệ thống cân thông minh tự động tàng hình với độ chính xác cao lên tới 95-97% và hoạt động 24/24 giờ. Tổng Công ty cho biết, trường hợp hệ thống cân tải trọng phát hiện xe vi phạm, phương tiện sẽ bị từ chối phục vụ và được hướng dẫn ra khỏi đường cao tốc. Đồng thời, mọi thông số về xe quá tải cũng sẽ được truyền thẳng về trung tâm điều hành để gửi cho cơ quan cảnh sát làm căn cứ xử phạt tài xế và chủ phương tiện. Thường xuyên di chuyển trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng, anh Nguyễn Tuấn, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, dù mức phí cao gấp đôi so với quốc lộ 5 cũ, song tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sau nhiều năm vận hành đến nay vẫn thông thoáng, mặt đường êm thuận nhờ việc không có xe quá tải. Nhờ đó đã rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, giúp mỗi chuyến hàng vận chuyển được nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Anh Tuấn khẳng định đây là tuyến cao tốc đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài ra, hệ thống biển báo tự động trên tuyến luôn kịp thời cập nhật thông tin giao thông trên tuyến, nhắc nhở lái xe tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài là 105,5 km, quy mô 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120 km/h, vận hành khai thác từ năm 2015.